các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Bơ Gaming. Và các bạn ơi, ngày hôm nay mình có một cái thông báo cực kỳ quan trọng muốn thông báo cho các bạn rằng là ngày hôm nay bố mẹ mình đã quyết định đăng ký cho mình đi du học rồi các bạn ạ. Ôi giời ơi, mình không thích đi du học thế nào, tại vì thì rằng đấy là mình phải vừa học vừa tự làm luôn các bạn ạ. Và đương nhiên rồi, với một con người gọi là thích tự thân vận động như mình thì mình sẽ không bao giờ xin tiền bố mẹ các bạn ạ. Đúng. Vì thế mình đã quyết định đi làm thêm rồi. Và các bạn có thắc mắc là khi mà mình đi du học sang bên nước ngoài thì mình sẽ làm cái công việc gì không? Thì các bạn hãy vào video ngày hôm nay của chúng mình nha. Rồi trước khi đi các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn chuông quảng cáo cho mình nha. Còn bây giờ chúng ta lên đường thôi. Rồi các bạn ơi, đây là cái công việc đầu tiên của mình. Đây là cái gì đây, cái gì đây? Ở trong cái môi trường này mình có thể trở thành CEO các bạn ạ. Ôi trời, không những thế mà ở đây có cả cái gì, cái bảng gọi là sát thủ hàng đầu này. Ôi, sao tự nhiên mình đi xin việc tự nhiên là có sát thủ hàng đầu. Hoặc là mình có thể gọi là top giàu có toàn cầu luôn. Ôi trời, phải chơi luôn các bạn ơi. Chơi luôn. Ok, các bạn này đang tuyển dụng này nhưng mà mình không cần tuyển dụng các bạn ơi. Bây giờ là mình sẽ phải vào đây. À, vào đây không có được, vào đâu ta? Vào đây. Chọn vài trò rồi các bạn ơi. Ôi trời ơi, tưởng vào đây được làm sale hoặc là được làm top người giàu nhất thế giới nhưng mà không, mình vào đây mình làm nhân viên bán hàng à? À trời ơi, hỏng rồi các bạn ơi, nghèo quá rồi. Ôi từ vào đây. Ôi có một sale đang mua hàng, mình phục vụ luôn. Ôi phục vụ sale thì mình được gọi là 16 đô các bạn ạ. Ok rồi sale ơi. À đây sale lại mua cái này nữa các bạn ạ. À ơ đây rồi, đây rồi. Ơ các bạn kia, đây. Ôi mấy các bạn gọi là nhân viên này. Ôi trời ơi, đây. Ôi, bạn này là nhân viên thu ngân. Đây, khách hàng để em, sale để em. Ôi, sale đi nhanh quá rồi các bạn này. Đây, đứng vào đây mới đúng các bạn. Ờ, sale lại không mua gì à, sale đứng ra ngoài kia đi để gọi là bán hàng cho người khác. Trời ơi, sale này phế quá các bạn ơi. Sale này, ôi trời, sale còn đeo mặt lã nữa thì chịu rồi. Sale rồi, đâu. Ui, bạn này mua nhiều đồ quá. Đây, em thu ngân. Ok luôn, và bây giờ số dư của mình đang là 1.000 đô. Ôi trời ơi, buổi đầu làm tiêm. Ôi, cái gì đây? Ôi, có súng, sát thủ đến rồi anh em ơi. Ôi, có súng này các bạn ơi, hỏng rồi. Ôi, không những thế, mình có thể gọi là, ôi, ai còn đi vệ sinh ra đây, một cái đống đây không biết đâu các bạn ạ. Trời ơi, lần đầu làm nhân viên mà gọi là đi quét rác như này, ảo thật. Lại có xít ở đây, phải dọn dẹp các bạn. Dọn dẹp thì mình cũng được gọi là được tiền đấy các bạn. Ok rồi, ra đây, cái gì đây? Có khách. Trời ơi, nhân viên thu ngân, bạn này gọi là part time luôn. Ôi, mấy bạn này mua nhiều quá, nhưng mà mình chán là cái làm nhân viên ở đây rồi các bạn ạ. Đây, mình nhận việc ở đây không? Mở cửa hàng. Ôi, bây giờ mình có thể mở cửa hàng luôn à? Ôi, với số dư là 1.380 tiền thì mình sẽ mở. Cái gì mà nhân đôi máu tối đa 100-200 đô. Trời luôn. Ok luôn, cái gì 5.000 đô đây? 5.000 đô đây là cái gì đây? Hạt nhân tiêu diệt tất cả các mọi người chơi cần 5.000 tiền các bạn, mình không có tiền thì thôi. Ok, bây giờ là mình đã nâng cấp cái ví của mình rồi. Ra đây. Ôi các bạn ơi, mình có cả rìu này các bạn. Rìu để làm gì? Rìu để chặt cây. Mà chặt cây mình cũng có thể quy ra tiền được nha các bạn. Ok, hiểu vấn đề luôn. Ôi, nhưng mà chặt cây này có một lần chặt của mình ra tìm nào. Ôi, mình chặt ra được quả lê, một chai nước nữa các bạn ạ. Wow, xịn xò con bò thực sự ở trên đầu mình ấy các bạn ơi, ở trên đầu mình ấy. À, hai chai nước với cả một quả lê với cả một quả gì nữa các bạn ạ. Bạn kia xe ra đi. Hả? Ôi, hàng tồn kho của mình đã đầy rồi các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ phải đi ra kia mình bán. Ok, mình cắt cái này đã. Đây, trên đầu mình này. Khá là nhiều đồ luôn. Thấy chưa các bạn ơi? Đi vào đây bán. Không bán được à? Đây rồi, bán. Mình đặt vào đây mình bán, mình được có làm đồ thôi. Quả lê tự có... một quả lê, một quả khác. Với cả... hai chai nước mà mình được có 5 đô hình như là hơi ít các bạn ạ. Ok, và bây giờ mình sẽ phải check thêm cái nhiệm vụ mới các bạn ạ. Ok, check thêm nhiệm vụ mới. Trời ơi, cái này thì lâng thêm cái này đi, tăng gấp đôi thu hoạch. Ok, mình sẽ tăng gấp đôi thu hoạch của mình lên. Ok. Ủa, có xít các bạn ơi. À, được ngay 3 đô. Đây cũng có xít này các bạn ơi. Ui, đây là ai ăn vỏ chuối còn vứt vào đây này các bạn. Ôi giời ơi, đây, vứt rác vào đây. Ok luôn, được luôn 3 đô các bạn ạ. Cái gì đây, máy giặt gì tự nhiên đây. Máy giặt đây. Không được các bạn ơi. Cái này là của bạn kia rồi, mình không được các bạn ạ. Rồi, đi ra đây xem nào. Ui, mình có rìu. Ôi, ở đây là khu vực trồng lúa mì à các bạn ơi. Mình đây xem nào. Khu vực trồng lúa mì các bạn ạ. Mình sẽ phải gặt lúa mì rồi mang vào kia bán. Ok, đây. Rồi. Mới gặt có 2 cái mà đã đầy rồi à? Ảo thật đấy. Ủa gì vậy? Cái này cất cái rìu đi các bạn ơi.
Vô đây bán ở chỗ này các bạn ạ. Bán ở cái khu vực này. Ok, được 5 đô các bạn. Ôi giời, được 5 đô mà đi mệt hết cả hơi. Ảo thật. Mình sử dụng cái gì đấy cho nó không. Được 2 quả táo rồi các bạn ơi. Chặt một cái cây được 2 quả táo, một chai nước nữa. Ra xem cái gì đấy. Các bạn kia. Ơ các bạn kia, chặt hết của mình đấy. Ồ, hàng tồn khô đã đầy rồi các bạn ơi. Hàng tồn khô đã đầy rồi. Lần kiểm tra tiếp theo của mình là sẽ xem là được bao nhiêu đô nha các bạn nhé. Ok, luôn được 5 đô nữa các bạn ạ. Ok. Nào, ra đây. Ơ, mình có cái số 4 này là mình cái gì đây? Uống nước à? Uống nước để tăng năng lượng lên các bạn ơi. Ok, ô, uống nước để chạy nhanh hơn. Hiểu luôn, tìm một cái cây. Ok, bây giờ là mình đã... Ôi, mình bổ một cái cây ra cả một quả thăng long, 2 quả thanh long luôn các bạn ạ. Thanh long. Đây rồi. Thanh long đỏ. Rồi đi ra đây, bán vào cái này các bạn ơi. Bán vào đây. Bán vào cái khu vực hoa quả. Hoa quả là bên nào ta? Hoa quả là bên này các bạn ạ. Khu vực hoa quả là bên này. Đây rồi, mình sẽ để ở đây. Ai mua thì sẽ vào đây. 5 đô lận các bạn ạ. Tiếp tục. Úi giời. Ô, mình có thể đi kiếm được cái khác không? Mình lúa mì thì mình phải dùng cái thứ ba này các bạn. Lúa mì thì mình phải dùng cái liềm này các bạn. Ok. Tiếp tục là. Ôi trời ơi, mới được có 2 cái thôi đã đầy rồi các bạn ạ. Ảo thật. Hả? Bán vào đây. Ôi trời ơi. Mình gọi là vừa tăng gia vừa sản xuất luôn các bạn ạ. Được 5 đô, ok. Được 5 đô. Uống. Uống cái này để mình gọi là thể chạy nhanh hơn. Ôi trời ơi, nhân viên bán hàng đâu rồi? Có khách đây này. Chết rồi. Có khách đây này. Trời ơi. Đây rồi. Khách đây. Trời ơi, có khách nhưng mà gọi là không có nhân viên. Ảo thật đấy. Ảo thật. Đây. Tiếp tục. Mình sẽ vào đây mình gọi là thu ngân cho này. Ok chưa. Đây. Có một bạn bán 3 quả táo à? Bán 3 quả táo à? Được luôn, được 1 đô các bạn ạ. Là nhân viên bán hàng phèn quá, được có 1 đô ạ. Đúng không? Đây lại sao bên đây bán hàng nữa. Trời ơi. Người như một cái máy các bạn ạ. Loanh quanh luôn. Đây, lại có một cái bên này nữa. Trời ơi, được có 1 đô thôi. Mình nghĩ là được ít quá, mình sẽ phải đi xa. Mình tự thân vận động thôi. Tự thân đào cây. Ui, từ. Có cả heo, có cả là bò sữa ở đây này các bạn ơi. Mình sẽ dùng cái con này. Bỏ con heo này các bạn ạ. Ui, con heo này ra một sách này các bạn ơi. Wow, ảo thật đấy. Đây, có cả gà con luôn các bạn ơi. Gà. Ôi dồi ôi, xong rồi. Hãy đi sắm và mua các kệ, ok. Bây giờ là mình sẽ phải đi vào kia, mình bán cái này và mua kệ của mình nhé các bạn. Vào đây. Mua kệ luôn. Đây. Ôi trời ơi, đi vòng vèo quá. Đặt vào đây, được 5 đô. Mình nhặt rác, mình vứt rác và mình cũng có tiền đấy các bạn. Ok, vứt vào đây. Ôi, được 3 đô lận. Tội gì mà di ra kia. Ê, được 3 đô luôn các bạn ơi, 3 đô rồi. Mình sắp vượt qua cái cuộc kiểm tra. Đây rồi. Cuộc kiểm tra tiếp theo rồi, mình sẽ dùng cái rìu. Mình sẽ bổ với con gà này. Mình sắp qua gọi là vòng thử việc. Mình sắp vào được làm nhân viên chính thức rồi các bạn. Ôi dồi ôi, bổ gà thì mình sẽ có trứng nha các bạn ơi. Ok, vịt đây. Chú heo sữa, trời ơi, hàng tồn kho đã đầy rồi. Vừa đấy mà đầy rồi. Ôi trời ơi. Ảo thật đấy. Đi vào đây. Bán vào đây tiếp. 5 đô nữa các bạn. Mình ra mình xem có cái gì mà. Ô, cái này là cái gì đây? Xeo hiện tại, ôi ôi. Trong này thì có cả xeo luôn à, ảo thật đấy. Ôi, thì mình đi khám phá xem còn cái gì nữa không ta. Đây là nước à? Nước này thì mình có cái tác dụng gì đâu. Mình thử đi sang bên đường thế nào các bạn. Đi sang bên đường. Ok, ôi, kẻ trộm ha. Ồ, vào đây là trộm mà. Vào đây là trộm mà. Ôi, vào đây mình không vào được luôn ấy. Ra đây chặt cây sao. Đây là chỗ khác rồi các bạn ạ. Đây là mình không có vào được. Mình chỉ có đi được cái bên kia thôi. Rồi xuống. Ôi, ai vừa bắn đây, ai vừa bắn đây. Ôi, mình không có vào được bên này các bạn ạ. Chỉ trộm mới vào được thôi. Mình không phải là trộm, mình đang làm. Ôi trời ơi, hỏng rồi. Mất máu rồi. Trời ơi. Đi sang đường không để ý các bạn ạ. Ô tô nó hích cho. Đây rồi, mình sẽ bổ vào đây. Bổ con gà này các bạn. À, mình có sữa nước này mà. Uống có thể giúp gọi là tăng năng lượng của mình lên. Ok. À, mình có cả búa rồi các bạn ơi. Búa. Không, cái này không có gì hảo búa này để sửa cửa các bạn. Nhưng mà mình không có sửa. Mình sẽ dùng cái rìu này các bạn. Ok. Đây nữa các bạn ơi. Con lợn đét này. Ok. Rồi. Ok. Đây rồi các bạn ơi. Đây rồi. Mình sẽ phải đi vào đây. Bán cái này. Ok.
Ok chưa các bạn ơi? Ok luôn. Ôi, và mình đã được phỏng vấn qua vòng tiếp theo và mình có thể gọi là sắp làm sale rồi. Bây giờ mình cắt sale của mình chỉ còn có 75% nữa thôi. Ok, cắt cái này đi. Nhặt rác lên. Ai bắn cái gì đây? Ai bắn cái gì đấy? Ai bắn cái gì đấy? Bắn nhau ở trong này. Ở đây 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 đây. Đây cháu là nhân viên, đợi cho tí. Rồi ôi, thu hoạch. Ok, đây thanh toán tiền cho người ta. Thanh toán tiền tiếp. Ok. Ôi bên này còn chưa có ai. Chưa có ai thanh toán bên này các bạn ạ. Ôi trời ơi. Cái gì mà bắn nhau loạn xạ ra đây? Ui sợ quá sợ quá. Các bạn ơi, sau một hồi cày cuốc thì mình đã được làm sale khoảng 30% và số dư của mình đang là 1.000 đô. Và bây giờ chúng mình sẽ ra đây, mình sẽ gọi là các cái lứa này đi. Nhặt cái rác này lên, vứt rác các bạn ơi. Làm đúng cái bổn phận của nhân viên đấy các bạn. Ok, có ai không có ai? Không có ai mua hàng ở đây cả các bạn ơi. Bây giờ cửa hàng mình ế rồi. Ế quá rồi đây ơi. Không có ai mua hàng cả. Ok, ui ôi. Lại có rác ở đây, không biết bờ đồ nào ý. Đi mua hàng gọi là y luôn ra cả ở đây được, chịu luôn. Thôi bây giờ mình sẽ ra xem cái tủ đồ mình có cái gì nhá. Đây có giỏ hàng này. Giỏ hàng này là mình có thể gọi là mua cửa hàng tiền bạc. Cái này là mình mua táo với cả mua các thứ các bạn ơi. Mình không cần táo các bạn, mình không cần mua. Cái này là cái gì đây? Ôi hàng tồn kho. Cái này mua thùng cổ điển mất 600 đô. Mình xem có hàng cái gì khác không. Thùng cầu vồng 1.000 đô. Chơi luôn cái thùng cầu vồng này. Chơi cái thùng cầu vồng này mình sẽ ra một cái gì đây. Ôi. Mình nhận được một cái gọi là như kiểu cái boxing á. Nó tên là Rainbow Bet các bạn ạ. Ảo thật. Ok. Trời ơi, mất ngay 1.000 tiền của mình các bạn. Đâu 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 đâu. Cái giỏ hàng của mình đâu. Đây cơ hàng cửa hàng. Ok. Nhìn rồi, bây giờ nó không thấy hiển thị cái của mình nhỉ các bạn nhỉ. Ôi bây giờ mình sẽ phải nhặt rác. Tiếp tục làm cái công việc của mình. Ok, đi ra đây xem nào. Mình sử dụng cái bịch cứu thương này xem nào. Bạn đang có sức khỏe tối đa. À, có sức khỏe tối đa thì mình không sử dụng được cái bịch cứu thương này các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra đây. Mình bỏ cái 2 bỏ cái 3 đi được không? Không các bạn ơi, không bỏ 2 bỏ 3 được. Mình sẽ phải đi chặt cái cây để lấy quả hoa quả về bán các bạn. Ui có cả táo cả thanh long luôn. Ok. Ok, còn cái bo linh lúc nãy chỉ có giúp mình gọi là đi đánh nhau thôi. Còn những cái này mình gọi là giúp mình thiết thực đấy các bạn. Ok, đầy rồi, đầy rồi, đầy rồi. Đây rồi thì chúng mình sẽ phải vào đây các bạn. Cho vào đây. Trời ơi, 10 đô luôn các bạn ơi. Bán cho người gần đấy được 10 đô. Và đây là cái bảng gọi là tiếp theo trong vòng bảng sale gọi là để mình được làm sale các bạn. Nhưng mà mình lâu quá, mình xếp hẳn vị trí thứ 1, 2, 3, thứ 4 các bạn ơi. Lâu quá, thứ 4 mình đã là lâu luôn. Bây giờ mình sẽ phải chặt cây. Ok, chặt cây. Chặt cây. Hình như là mình thấy chặt cây được nhiều tiền hơn đấy các bạn ạ. Chặt cây ra hoa quả. Chặt cây ra hoa quả được nhiều tiền hơn đấy. Ra đây xem nào. Có 4 quả trên đầu rồi, không sao. Ok, ôi được cái 8 đô thôi. Cay thế nhở. Xem nào. Bây giờ mình đi gọi là mổ lợn, mổ gà. Xem nào nó có được nhiều tiền không các bạn. Mổ lợn, mổ gà. Ôi trời. Ra ngay thịt lợn các bạn ơi. Ra ngay thịt lợn. Ra ngay xúc xích luôn. Ok. Đâu 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 đâu. Con lợn này, con bò sữa này chứ các bạn ơi. Con bò sữa này định đi đâu. Úi trời. Mình có thể gọi là cả trứng luôn. Đây rồi. Túi đầy rồi các bạn. Bây giờ mình phải vào đây mình bán bớt. Mình bán bớt mình có tiền chứ. Ok. Để xem nào xem nào xem nào. Xem nào rồi. Vẫn được gần này tiền thôi các bạn ơi. Vẫn được gần này tiền thôi. Không sao. Ra đây mình sẽ cày cuốc tiếp. Ok. Và bây giờ là mình đã check lên một sale tầm cao mới khoảng 30%. Thì mình sẽ được 306 đô ấy các bạn. Mất 306 đô để được làm sale khoảng 30% ảo thật. Ok, bây giờ mình sang xem cái mức mới của mình là có gì hay không. Ôi, bây giờ khi mà mình đã nâng cấp lên thì rồi. Mình bổ một phát cái cây ra hai quả táo. Hai chai nước, một quả lê. Ôi, bổ một phát bình thường là bổ một phát chỉ được một quả táo thôi, nhưng không là này này mình chặt đắn cây ấy, mình đắn một phát. Ôi rồi, được hẳn rồi. Cao, cao ngất ngưởng luôn này các bạn ơi. Ôi. Từ từ mình sẽ cho các bạn. Ôi ôi. Khoảng bao nhiêu quả đây? Mình sẽ cho các bạn xem khoảng bao nhiêu quả này. À, 2, 4, 6, 8, 10 các bạn ơi. Ôi, cao hơn cả cái lóc nhà luôn này các bạn. Ôi giời ơi, mình sẽ chọn một cái đây rồi. Nhưng mà vẫn chỉ có 10 đô thôi, ảo thật ý. Làm như thế mà cũng chỉ có được 10 đô thôi. Không giận dỗi, không gọi là đi tăng gia nữa. Bây giờ tự sản xuất ở nhà, cho nó máu. Ôi, thì đây cướp à? Có phải cướp không? Có phải cướp không? Có phải cướp không? Đứng lại. Đứng lại, đứng lại, đứng lại. Định đi đâu, định đi đâu? Định đi đâu? Ôi trời ơi. Mình tưởng nó cướp các bạn ạ. Cướp vào thì vào đây với bơ các bạn ơi.
Nhưng mà cái cửa... Ôi, các bạn ơi, cửa hàng của mình mới xảy ra một vụ án mạng. Ôi, bạn ấy biến hình luôn rồi các bạn ạ. Bạn ấy vừa ngất trên là đất nhưng mà bạn ấy đã bị biến hình rồi. Ôi, và đây là cái bạn gọi là nhân viên trong ngành ngày hôm nay. Cái bạn đen xì này, trời ơi, cái bạn máy giặt này. Cửa hàng mình mới hỏng cái máy giặt, nhờ các bạn đi sửa thôi mà. Ôi dồi ôi, lâu quá không biết sửa kiểu gì luôn ấy. Đâu, vào đây xem nào. Ai, ôi mình không, bạn này là người tốt nên mình không xin được các bạn. Không có xin được. Ôi, bạn này làm sale này. Sale, chiếc sale đi. Chiếc sale để gọi lên chiếc sale các bạn ơi. Được không? Ôi không được các bạn ơi. Sale đã khóa phòng rồi. Trời ơi. Ai, phòng này là phòng chỉ có sale được vào thôi các bạn ạ. 0-10%. Ôi trời ơi. Trời ơi. Ui. Ồ các bạn ơi, sao mà ngồi gọi là không thèm đi tăng gia nữa thì cái cửa hàng của bọn mình bây giờ là quá là nhiều đồ để bán rồi. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đây. Full topping luôn rồi. Và cái bên này thì bên này là đựng đồ gọi là thịt thà các thứ, rau. Còn bên này là đựng hoa quả đấy các bạn. Ok, thấy chưa? Rồi, và cách quản lý cái vận hành của mình, nói chung là mình sẽ cho gọi là thuê mấy bạn nhân viên ở đây mình sẽ bán hàng, nhưng mà mấy bạn đấy gọi là đang không có khách thì mình sẽ cho bạn đấy gọi là đi tăng gia sản xuất, đi ra kia lấy cây để gọi là có hoa quả để về để bán đấy các bạn. Rồi, và ngày hôm nay thì mình đã được gọi là ở mức thứ bao nhiêu đây? Mình được làm sale khoảng 50% và số dư hiện tại của mình đang là 247 đô. Và lần kiểm tra tiếp theo của mình đang là có 19 đô các bạn. Và số dư phát của mình đang là 330 đô lận các bạn ạ. Và nói chung là mình chưa được làm sale. Nói chung là cái công việc nhân viên thu ngân của mình ngày hôm nay nó chỉ đơn giản như thế thôi các bạn ạ. Và nếu như các bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy để lại cho mình xin một like, một đăng ký kênh và đặc biệt là nhấn chuông quảng cáo cho bơi nhé. Còn bây giờ thì bye bye. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau. Bye bye.